Tháng 2 năm 2021 trên báo Đà Nẵng có bài viết gỡ khó cho các dự án core theo nhà ở, trong đó ghi rõ chính quyền đã đồng ý cho phép căn hộ VRC trở thành căn hộ chung cư để ở. Tuy nhiên khi hỏi Vin thì Vin lại cái lý do rằng là đã lộp hồ sơ nhưng mà chính quyền không cho phép. À điều này rất là mù mờ và liệu liệu rằng những cái giấy tờ này có thể là uh, vin có thế chấp ngân hàng hay không hoặc là có vì, vì lý do nào đó mà vin không muốn uh, làm sổ cho các nhà đầu tư để dễ uh, khai thác bất hợp pháp các tài sản của các nhà đầu tư hay không mà mỗi bên đều đá bóng cho nhau chính quyền đá bóng cho doanh nghiệp doanh nghiệp đá bóng cho chính quyền tuy nhiên qua bà này thì mọi người đọc sẽ rõ ngày 11 tháng 25 ngày 20 Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất nguyên tắc chuyển đổi công năng tổ hợp vrc từ cô theo thành chung cư công trình được nghiệm thu từ năm 2018